Bài hôm nay chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa và ta sẽ vận dụng để luyện tập ở một số bài tập nhỏ. Chúng mình cùng tìm hiểu khái niệm thứ nhất về từ nhiều nghĩa nhé. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một từ tạo nên nhiều nét nghĩa. Cô sẽ chọn từ răng. Răng được hiểu là phần xương trắng mọc trên hàm để cắn và nhai thức ăn. Nhưng bên cạnh đó, ta lại cũng có những từ có thêm từ răng. Đó là từ răng cào, răng lược hay răng cưa. Những từ này cùng có từ răng, nhưng nó không dùng để nhai. Vì thế, nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác nhau. Nhưng nó cũng có nét nghĩa giống nhau đấy. Sự giống nhau ở đây chính là bởi vì chúng đều là những vật sắc, đều xếp thành hàng. Chính nét giống nhau như thế này, người ta gọi đó là mối liên hệ, hay còn gọi là nét nghĩa chung. Từ răng được hiểu từ nghĩa ban đầu, người ta gọi là nghĩa gốc. Từ đó có thể suy ra những nét nghĩa giống nhau. Ta có răng cào, răng lược, răng cưa. Ta gọi đây là nghĩa chuyển. Những nghĩa gốc và nghĩa chuyển như thế này sẽ tạo thành một cụm từ nhiều nghĩa. Và từ nhiều nghĩa chính là từ có một nghĩa gốc, để từ đó suy ra một hay một số nghĩa chuyển. Nhưng nghĩa gốc và nghĩa chuyển bao giờ cũng phải có mối liên hệ với nhau. Các con nhớ nhé, phải có mối liên hệ với nhau.